Đối với xin chào khán giả Việt VTV, sau đây là một số tin chán chú ý trong ngày. Thay đổi của Facebook làm cho Mark Zuckerberg mất 2.9 tỷ đô la. Liên minh châu Phi đòi Tổng thống Donald Trump xin lỗi và ông Julian Assange sáng lập Wikileaks bị chê là anh ở dơ giấy. Thưa quý vị, ngày hôm qua hôm kia, đó, là khoảng đây một cách đây một vài ngày, ông Mark Zuckerberg là sáng lập Facebook và hiện tại đang là tổng giám đốc là chủ Facebook này. Thì ông có lên ông nói là tôi sẽ thay đổi một số cái gọi là trong những ngày tới ở về cái mặt giao diện của nó đó, đó ví dụ đó là sẽ nói sẽ trình bày nhiều hơn về vấn đề xã hội và gia đình thay vì là những vấn đề giải trí và thương mại có nghĩa là cái trang facebook ở ngoài cái chuyện người ta vô người ta gọi là liên lạc với nhau nó có cái quảng cáo đó và có những cái vấn đề mang tính cách gọi là buôn bán đó thì ông nói là muốn thay đổi chút xíu nhưng mà thưa quý vị biết không thị trường rất là nhạy cảm chỉ một cái tuyên bố như vậy của ông thôi ngày hôm qua mất 2.9 tỷ đô la tại sao cái stock xuống liền cái stock cái chứng khoán của Facebook xuống 405% hôm thứ 6 đó. và bây giờ cái gia cái, cái tài sản của Mark, Mark Zuckerberg đó đang là ở mức 7 còn có 74.4 tỷ đô la đó. và như vậy là ông mất khoảng cỡ là nó xuống khoảng có 4.5 tỷ đô la thì trong đó của ông riêng nó là gần 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 3 tỷ đó. ông này năm nay mới có 33 tuổi thôi và Facebook là một trong 500 ông thuộc 100, 500 người giàu nhất trên thế giới. Và bây giờ các cái công ty này thưa quý vị là coi như trong cái số mà gọi là Fortune 500 đó trên 1 ngàn tỷ trillion kiếm được trong năm 2017 thôi nhé. Thì trong đó đó là thưa quý vị, riêng trong những tháng đầu những cái tuần cái, cái tuần đầu đầu năm 2018 thôi là các công ty đã kiếm tới 17 tỷ đô la. Đó, đó là theo cái chỉ số của Bloomberg thì nói chung qua cái tin này mới thấy là quý vị thấy không một cái công ty lớn như thế chỉ cần một cái phát biểu như vậy chỉ cần hứa hẹn một cái gì đó mà là không đúng thị trường mất liền mất ngay lập tức đó là cái chuyện thị trường rất nhạy cảm và bởi vì ông Mark Zuckerberg ông giàu quá ha cha ờ, cái đó là cái lẻ của ông thôi nhưng mà thưa quý vị đối với chúng ta 3 tỷ đô la thì lớn lắm trong cái đó liên minh châu phi ngày hôm qua đã tuyên bố yêu cầu tổng thống donald trump phải chính thức xin lỗi 55 quốc gia lục địa này bởi vì sau khi tổng thống donald trump bị tố cáo có phát biểu Châu Phi là một nơi dơ giấy trong một cuộc nói chuyện vào thứ năm tuần trước đối với một số nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa Dân Chủ khi bàn về vấn đề di trú. Bên các liên minh châu Phi họ cho biết là họ rất là sốc, rất thất kinh và phẫn nộ khi nghe cụm từ quốc gia dơ giấy nói về các quốc gia ở châu Phi. Mặc dù sau đó Tổng thống Trump có bác bò cho nó bảo tôi không có dùng ngôn ngữ đó, à, tôi có dùng ngôn ngữ cứng rắn nhưng mà tôi không dùng cái xài cái chữ mà là hố xí ra là dơ giấy đó. đó. Thì bây giờ hai bên kể lại. Thì Chúng ta cũng biết rồi, thượng nghị sĩ Dick Durbin là của Đảng Dân Chủ là cái người đứng ở trong cái buổi họp đã bảo ông nói ông Trump không chỉ nói một lần mà nói đi nói lại mấy lần và mang tính kỳ thị chủng tộc vô cùng. Và sáng ngày hôm nay thưa quý vị, họ tiếp tục vẫn nói đó là bây giờ tờ New York hai sáng nay họ chạy cái bài họ nói rõ ràng Trump là racist là một người kỳ thị chủng tộc, không còn nghi ngờ gì nữa. Và không có nhiều người đã bảo tại sao bây giờ mới nói, đáng lẽ ông này chúng ta biết ông kỳ thị từ lâu chứ bây giờ mới nói. Đã. Nhưng mà liệu ông Trump có Uh, xin lỗi liên minh châu phi hay không chúng ta chưa biết cho là hơi khó bởi vì ông trump là người quý vị biết từ trước kiểu chưa bao giờ xin lỗi ai đó tôi làm sai sai tôi không xin lỗi. Tôi, xin lỗi tôi xin lỗi tôi bị tắt thở lên đó là cái, cái cá tính của ông trump chắc quý vị còn nhớ là trong 5 năm trời ông bảo là ông obama không sinh ở mỹ nhất định như vậy cho tới khi ông obama lên làm tổng thống ông vẫn nói là không cho tới khi ông cử ông chỉ nói một câu là obama sinh ra tại mỹ chấm hết không có lời xin lỗi đó thì bây giờ liệu cái này có trở thành một cái trở ngại ngoại giao cho giữa Hoa Kỳ và các quốc gia Châu Phi không? Chúng ta chưa biết, nhưng mà rõ ràng chuyện này còn lùm xông qua cái lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Một nhân vật nổi tiếng thế giới đó là ông Julian Assange, sáng lập viên WikiLeaks à, hiện nay đang ở trong tòa đại sứ Ecuador ở London, bên Anh. Ông này chắc vị cũng nhớ hồi năm 2012, ông đang bị truy tố cái tội là ăn cắp tài liệu của Mỹ và Mỹ, bị Mỹ truy nã, rồi ông bị bên thụy điển tố cáo là hãm hiếp và à, xâm hại tình dục của người khác. Thì ông đi qua bên Anh, ông mới trốn được vô tòa đại sứ Ecuador ở bên Anh, đó, và từ đó Ecuador để ông ở ông đó thì ông ở 5 năm nay coi như là uh, không đi đâu được cả ra thì Anh bắt bởi bên sợ đi ra thì bên Anh bắt bên Anh bảo tôi sẽ bắt ông, tôi đưa cho bên thủy điện để dẫn độ nhưng mà ông sợ là ông ăn lê ông bắt rồi ông đưa cho Mỹ thì kẹt, ông nhất định không đi cứ ở ông đó. đó vui chơi nghĩa là trong năm nay không sao nhưng bây giờ tòa đại sứ Ecuador đang tính là đẩy ông ra. À, lý do gì đấy đang biết nhưng mà theo những cái tờ báo chẳng hạn international time những cái tờ báo bên anh họ cho biết là một trong những lý do mà à, ông <laughs> asan bị đẩy ra là bởi một ở giờ quá đó là theo những người nói bên trong ví dụ người ta nói như thế này có vẻ như ông không tắm đó là một người ngay ở ngay bên trong tòa đại sứ báo cho tờ báo international business Times biết như vậy và nói rằng đây là vấn đề làm cho nhân viên tòa đại sứ phàn nàn liên tục đó. lý do là tại sao ông Assan nghe nói là cũng phàn nàn về cái tiếng ồn từ một nơi mà lên xuống hàng hóa gần cái tòa đại sứ Anh, tòa đại sứ Ecuador bên Anh. Rồi, hà, rồi phàn nàn quá thì ta đưa ông vô cái phòng kia, cái phòng đó đó là là phòng mà dành cho nữ. Thế họ mà cần vợt lại nó đổi lại thành cho nam thì bây giờ ông vô phòng đó ông ở thì ông phải xài chung cái nhà tắm với một nhân viên tòa đại sứ khác đó thì có lẽ là đó là lý do tại sao ông không tắm mình không biết. Thế nhưng mà một người khác cũng nói là đó là ông Daniel bớt một trong những phụ tá thân cận nhất của ông Assan cũng như là một uh, người bạn không à, không thưa quý vị một trong những phụ tá thân cận cận nhất của ông Assan thì nói thế này ông Julian ông ăn đủ thứ bằng tay cái gì ăn bằng tay <laughs> ăn cho chủ quần luôn <laughs> và ông này ông nói là ông ông đây nhiều bờ cũng bảo là tôi chưa bao giờ thấy một ai mặc cái quần mà dơ như vậy trong cuộc đời tôi đó là cái ông phụ tá nói thế còn ông Jeremy Zimmerman một người bạn mà từng là cộng sự của ông Asan, hồi năm 2012 viết như thế này trừ khi những người chung quanh bắt ông đi tắm nếu không ông sẽ không thay quần áo trong nhiều ngày đó là người ta nói như thế thì ta biết bây giờ đó mới đây à, bộ trưởng ngoại giao của ecuador thừa nhận là có cấp cho ông Assange cái visa ngoại giao để ông có thể đi ra khỏi nước anh mà không bị bắt là anh phản đối liền và không được mà anh không được cấp như thế thì bây giờ đang trở ngại vì họ đang muốn đẩy ông Assange ra bởi có lẽ là bởi ông ở giờ qua thì <laughs> đó là những lời người ta nói như thế cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình người Việt tv hôm nay chúng tôi hẹn quý vị vào chương trình ngày tới